cùng đến với những tràng cười sảng khoái của ngày hôm nay thế nào. Khi bạn có một sàn nhây lì xẻ như này đây. Trời ơi, cay thế nhờ. Chỉ nhìn mà không có được liếm láp gì trơn trọi. Cái phen này á, cái bộ sofa là tới công chuyện với hoàng thượng luôn nha. View, chiêu vợ, chiêu vợ. Ê, chị gái đi gì mà vội vàng dữ hả? Trời, té cắm cái mặt rồi. Chị em, mình cùng đi đu đưa đi nha. Rớt cái dép rồi. Tèo tè tèo, ngã cả cụm luôn. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Các cụ cũng đánh bóng ác lắm nha. Trời ơi, tưởng đâu chỉ có trẻ mới chơi hả? Các bà cũng phát bóng ác đấy nha. Đó, nhìn mà học tập nha. Nào, vô. Rồi rồi, mồm mẻ hay gì vậy trời? Ôi cha, Reese Boy xuất hiện và cái kết. Bấp bên, bấp bên. Em, trời ơi, chắc ngất tại chỗ luôn rồi. Ai? Đang say giấc nồng nha. Tí nữa là răng môi cắm đất rồi. Ây chà, dép neo đồ. Rồi, lên xem cái mặt cái quầy. Chà, đẹp trai dữ. Nè, cô chỉ làm lần duy nhất thôi nha. Hey. Rồi, ông sao vậy? Thì chị ra một cái, ổng có rung bần bật lên lần sao vậy? Chết. Ê, táo bạo vậy cô nhóc ơi. Dạy trai từ bé là dở rồi. Trời, học hành kiểu gì mà giảng có một tí mà ngủ gà ngủ gật vậy cô nhóc. Ê, biểu làm sao đứng thứ nhất luôn. Mà là từ nhất dưới lên ấy nha. Ủa, của Mỹ mà. Mang đi đâu vậy? Nên. Rồi, Olaf và Peppa, ai sẽ về đích đây? Rồi khỏi đoán luôn đi, Peppa ngã chống cô gió rồi còn gì nữa. Người đâu, ra đổ xăng cho anh coi. Chậm chạp quá vậy, anh tự vô cũng được. Ôi trời, sang chấn tâm lý luôn á. Không biết bao giờ mới lên tới cây luôn á. Trời là chọc. Nồi thì ăn không có gọi nhau. Thằng con báo quá báo mà. Ỉ, truyền nè, truyền mạnh lên. Rồi đó, hai ổng tông nhau luôn. Ý, anh trai đang ngầu lời thì bất cứ ngờ. Trời đất ơi, gặp gai gai tắt điện hết luôn. Chán ông anh thiệt chứ. Ây cha. Này thì nhây nè. Giật, nảy nè. Thằng nhỏ này vẫn ngủ được á ta. Úi dồi, quay xuống cái gầm bàn. Nhạc lên rồi, anh em quẩy nhiệt tình lên đây. Dần chơi từ bé đây nè. Bài ông anh nha. Anh trai mới mua xong cái bữa trưa dạ. Trời nhanh, nguyên tắc 3 giây xài được hết á. Mình không có ăn thì mình cho thằng bạn ăn giùm. Tình bạn đi lên hẳn. Nó phải vậy đó. Nắng nóng thì cứ vậy cho nhanh. Ây cha, hay da. Tới công chuyện liền, tới công chuyện liền. Tưởng to xác mà ngon hay gì. Mổ một cái cho chui cầm bàn luôn. Rồi, nhìn nhau rồi đó. Giờ cái kết. Hay da, cha. Chị nhiên, cua đẹp vậy. Ba làm thì cháu. Cháu phá chứ còn gì nữa. Mấy bà thẩm mỹ bơi vô đây coi. Làm ăn không có bằng đứa nít luôn á. Trời ơi, mông với má à. Tên ơi, dòng một nữ tròn. Căng đẩy đà thế kia cơ mà. Dám quát ông đây hả? Không có yếu thế đâu á nha. Con châu quách xà lách quá trời. Bật người lớn nó phải khí thế như vậy. Nhảy tích luôn. Sợ gì?
Chị gái vừa mới bước ra, đưa cái đồ cho khách á thấy. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Trời trời ơi, một chiếc lốp lao qua như tia chớp luôn. Sợ quá trời, chạy nhanh vô nhà thôi. Ê da, vâng, sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi ạ. À, hai bà chị cao số thế nhờ, chứ chậm mấy giây hả, chắc cả hai đi gặp tổ tiên luôn chứ. Đúng là số phận hết nha. Và đây là một cặp đôi đang cãi nhau. Mặt cô gái dên lên hết trơn rồi kìa. Chiếm cái thế thượng phong đây. Rồi, lục lọi đồ ha. Chắc à, kiếm cái ví tiền hay là cái điện thoại đây ta. Ai chà, anh trai giận rất chi là nhây lắm hen. Ôi chà, cô người yêu quay điền cay. Dạ cái kết. Ôi chà, hôn ác thế mà chưa có hết giận luôn. Cười quay lưng bước đi, không có ngoảnh lại. Vậy là kỹ thuật kém rồi. Hai cô gái chơi gì vui dữ ta. Trượt cầu thang nghe cái ngày mưa tầm tã hả? Đi đứng sao mà trượt tưng cà tưng cà tưng cà tưng hay vậy? Lại còn cả đôi luôn. Ui, lao như tên bắn luôn. Đã dầm mưa thì chớ, lại được khuyến mãi thêm cái mắt xà mông. Ta nói nó nhức cái nách luôn á. Ây da, hello mấy chú. Ấm gì căng, không phải hốt nha. Rồi thần trưởng xuất hiện rồi. Cháu chắc gì đâu, báo bà là giỏi không à. Chồng chú em xếp lâu quá, để anh phụ. Khoan, rồi là giúp giữ chưa? Đó, thả diều nó không phải vậy. Đôi chú bắt được bóng á. Lát mạnh rồi, bỗng bài người đó. Ái chà, lần một, thủng chưa. Nhưng mà không nha, còn nữa nè. Rồi, đủ bộ luôn. Ủa, anh dày tính làm gì người đẹp đây? Bắt tóc hả? Ui, mẹ cá to thế nha. Cơ mà, thôi, bỏ nha. Cháu giúp bà khỏi nhặt kiểu. Rồi đó, hết con là tới bà hả? Chú ơi, mới tí tuổi đã tán gái rồi hả? Trời, chắc là cái quả to nha. Cái phen này không có xong rồi nhóc ơi. Lần dập, ok. Ủa, vậy cũng được luôn. Ra dạng nóc nhà tương lai ấy nha. Thằng bé rén liền. Chị gái mới bước anh hơi. Hay chà. Tẹt rồi. Ôi, đau ngang. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.